Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 8 tháng 1 năm 2021 và bây giờ thì cũng là gần 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể là lên YouTube này nhá. Các bạn lên YouTube này. Đấy. Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV đây. Đây, Triệu Phú TV. Đấy, kênh mình thì được là 55k lượt sub các bạn nhé, 55k lượt sub nhé. Đây ạ, kênh mình thì rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ. Các bạn kích vào trang chủ này, vào video này. Đây ạ, các bạn vào kích vào video mà xem video mình phát mới nhất nhé. Đấy, thì các bạn kích vào video của mình thì các bạn sẽ lựa chọn những sản phẩm mà giá rẻ nhất cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng. Một là 0966221789 đây ạ. Đây, số này là số 1 thì giờ làm việc mình bắt đầu từ dùng từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Đấy, nhà mình có hai số, nếu mà Zalo mình không trả lời kịp ấy, thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số mình đặt hàng nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con Samsung S7e. S7e thì là con S7e này, con này là bản Mỹ nhá. Bản Mỹ, con này là chạy chip Snap nhá. S7e con này là bản Mỹ. Chạy chip Snap, con này là bản Mỹ, là sẽ là một sim các bạn nhé. Bản Mỹ tình trạng của nó thì là máy bị vỡ kính lưng này. Vỡ kính lưng thì mình mua khách như nào mình bán cho các bạn như thế nhá. Tình trạng sau là vỡ kính lưng đằng sau này thì mình không muốn thay mà. Các bạn mua về mua cái ốp về là các bạn xài bình thường thôi, không phải sửa. Đây là máy nó có một đường sọc xanh này, các bạn lúc khóa lên này. Đấy, ở riêng nhét vậy thôi. Còn xong là có mấy cái đường sọc hơi mờ đây. Các bạn ra mà chỉnh thì mới nhìn thấy nhỉ? Hơi mờ thì thôi. Đấy, dùng thì không vấn đề gì. RAM con này mình sẽ là RAM 4GB, mặc định của nó là RAM 4GB rồi. Bộ nhớ trong thì mình đã kiểm tra xem là bao nhiêu GB các bạn nhé. Đấy, bộ nhớ trong hình như con này là 32GB, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Con S7e này với tầm giá như này, tầm giá con này thì bên mình đang bán với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, con S7e này thì bên mình đang bán với giá là 1 triệu đồng. Đấy, 1 triệu đồng nhá. Với tầm giá 1 triệu đồng các bạn mua con S7e này về các bạn dùng này, thứ nhất là chơi game, xem phim, nghe nhạc hoặc là dùng nghe gọi rất loa cực kỳ là to. Và thứ hai ấy, thứ hai là các bạn mà mua về để chạy đơn hay là nổ Grab hay là các bạn làm máy làm bản đồ ấy, các bạn chạy những bộ sản phẩm S7e này quá tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Con Samsung S7e này. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn nhà em đặt hàng mình sớm nhất nhá. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi chuyển khoản trước, một trước 100% thì mình sẽ free ship cho bạn. Còn các bạn nào mà chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy thì các bạn cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm nhé các bạn nhé. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con iPhone 7 Plus. Đấy, iPhone 7 Plus thì tình ngoại hình con này phải đến đẹp 90 trên 90% nhé. Con này là bản đen bóng nhé. Đấy, con này là iPhone 7 Plus bản đen bóng này. Đấy, tình trạng con này thì là gì nhỉ? Tình trạng con này đây. Đây. Còn iPhone 7 Plus, con này là bản Mỹ này, 32GB. Tất cả là máy bình thường nhé. Tất cả là máy bình thường. Cam cùng này, cam trước, cam sau, bình thường. Đấy, vân chân, vân tay thì đủ. Pin con này thì là pin mới 100% luôn cho bạn nhé. Mình đã thay pin mới cho 100% luôn cho bạn này. Đấy, đấy, mình đã thay pin mới 100% cho các bạn rồi. Con này là tình trạng máy của nó, mình sẽ con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhé. Con iPhone 7 Plus này thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu đồng. Đấy, tình trạng là máy gì nhỉ? Bi bát nhá. Con này là máy bi bát, không nghe gọi các bạn nhé. Đấy. Con này là iPhone 7 Plus bi bát, không nghe gọi được. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2 triệu đồng. Các bạn mua về chơi game, xem phim, nghe nhạc hoặc là các bạn có thể là mua về để nói chung là chạy ứng dụng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Tại vì iPhone 7 Plus nó thật là quá trâu bò luôn. Đây. Mình cũng dùng iPhone 7 Plus, con này mình dùng đến 3 năm nay rồi. Mà cảm giác nó bền kinh khủng luôn, chưa hỏng một cái gì luôn. Quá là bền, dùng sướng, iPhone 7 Plus sướng lắm. Đấy, con này thì là bi bát, mình chỉ bi bát thôi, không nghe gọi thôi. Các bạn có thể là nghe gọi thì các bạn có thể là vẫn vào mạng bình thường nghe gọi, các bạn có thể là nghe gọi được Zalo này, ví dụ bạn nào học sinh ấy mà không cần ví dụ mà sim ấy, các bạn có thể là vào wifi này, các bạn gọi Zalo này hoặc là gọi gì nhỉ, Facebook này, các bạn gọi Zalo này, gọi Facebook này. Đây, iPhone thì các bạn khỏi chê luôn, loa tuyệt vời luôn. Các bạn gọi Zalo này, Facebook, Viber này, WeChat rất là tuyệt vời luôn nhé. Đấy, iPhone 7 Plus bi bát bên mình đang xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé.
Đấy, iPhone 7 Plus đấy. Các bạn mua về cho các em nhỏ mà để chơi game, xem phim, nghe nhạc thì con này thật các bạn quá là sườn luôn. Đấy. iPhone 7 Plus đi bát 2 triệu đồng các bạn nhá. Tất cả là bình thường, pin mới 100%. Thì tình trạng là chỉ là mỗi là bi bát các bạn nhé. Đấy, mình sẽ sản rẻ cho các bạn. Rất là rẻ luôn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con sản phẩm là Samsung, à gì nhỉ, iPhone 8 nhé. Đây, iPhone 8 thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy, con này là bản quốc tế 64GB. iPhone 8 con này là bản quốc tế 64GB. Ngoại hình con này còn 90% nhé. Máy màu đỏ nhé. Đấy, máy màu red này. Đấy, iPhone 8 red này. Bản red là bản đỏ nhé. Red là đỏ mà. Đây. iPhone 8 đỏ, ngoại hình con này còn 90%. Đấy. Tình trạng con này thì là máy con này thì là mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin. Tình trạng con này thì là pin còn 85% nhá. Con này thì là máy còn full xanh này. Thứ nhất là mình bao cho bạn là main zin, màn zin. Con này là máy full check các bạn là full xanh, bao cho bạn check full xanh. Và tình là máy là còn zin áp suất nhá. Con iPhone 8 này còn máy là còn zin áp suất. Các bạn đi nói chung là nó vẫn còn tính năng chống nước, các bạn mà đi mưa đi gió cực kỳ ok. Còn thả vào nước thì nói chung là các bạn đến điện thoại mình đây mình không dám thả đâu. Thì mình chỉ nói chung là các bạn zin áp suất này, các bạn đi mưa đi gió hoặc là các bạn mà may mà rơi xuống ấy thì các bạn đỡ hơn những cái máy mà bị bung ra rồi. Đấy, nói chung là vào nước thì nói chung không thể tránh được, nhưng mà nó có tính năng chống nước thì các bạn đi mưa đi gió thì nói chung là nó đỡ. Đấy, nó đỡ nước vào thôi. Còn iPhone 8 này màu đỏ này, ngoại hình rất là đẹp, pin còn 85%, máy full xanh luôn, bản quốc tế 64GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 4.700.000 nhé. Con iPhone 8 này 4.700.000. Con này thì hôm nay bên em vừa mới thâu lại của khách sóc. Đấy, full xanh, máy zin áp suất luôn các bạn nhé. Dùng cực kỳ là tuyệt vời. Đây, vẫn còn zin tem ở cửa hàng kiểu khách mua ấy. Khách mua ngoài Hà Nội vẫn còn zin tem cửa hàng. Ngoài rất là đẹp luôn này. Đấy, con này mình sẽ tặng sạc và dán cơ lực cho các bạn nhé. Con này thì có ốp sẵn rồi nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 8 màu đỏ red này thì các bạn liên hệ mình sớm nhất nhá. Bên mình đang bán giá là 4.700.000, máy zin full áp suất các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai con Samsung. Đây, Samsung thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được hai con Samsung này. Samsung thì hôm nay bên mình lại về được hai con. Đấy. Con Samsung này là Samsung A5 2017 nhé. Đấy. Con này là con Samsung A5 2017. Con này là bản Hàn một sim. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình con này là màn hình AMOLED. Nói chung là cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 1.600.000 thôi bạn nhé. Con Samsung A5 2017, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là bản Hàn một sim. Bên mình đang bán cho bạn giá là 1.600.000. Nói chung là rẻ hơn các bạn. Giá các bạn đi thay màn hình luôn nhé. Đấy, các bạn đi thay màn hình con này đắt hơn cả máy luôn đấy. Đây, A5 2017, màn hình sáng, màn hình đẹp, không ả mối, không lưu ảnh gì. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? 1.600.000 nhá. A5 2017 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 này các bạn nhà hàng sớm nhất nhá. 1.600.000 nhá. Và con này là mình về là con này có Samsung A10s. Đấy, A10s thì hôm nay mình vừa mới về xong. Đây. Đây, Samsung A10s, con này thì là phiên bản của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Con Samsung A10s này thì là từ mình để xem sọc bạn. Con này thì để mai. Con này để mai tại vì khách đang cắm, để mai hết hạn mình bán được nhé. Con này để tối mai mình sẽ level cho các bạn nhé. A10s này. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai cây lót 8 này. Đấy. Hai cây lót 8 thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Đây. Đây. Hai cây lót 8. Lót 8 này thì bên mình sẽ giới thiệu bạn con này, không có pin được không? Mình quên sạc pin. Sợ hết pin mình chưa sạc pin. Đây. Lót 8 thì hôm nay nhà mình về được hai cây. Lót 8 nhà mình thì là bản tất cả máy mình đều là bản Hàn. Hai con này của nhà mình đều là màu lông chuột này, màu xám này, bản Hàn, hai sim, hai sóng. Cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB, lót 8 bên mình này. RAM 6GB này, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Nói chung là RAM 6GB. Lót 8 màn hình của nó là màn hình nó là tràn viền 6,3 inch. Đây, pin này đấy. Màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch. Gì nhỉ? Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhá. Đấy, lót 8 đấy. Lót 8 thì mở, đây là khay SIM các bạn nhá. Mở khóa rất nhiều tính năng.
khuôn mặt này, mông mắt và vân tay. Nhà mình nay về được hai con, một cây là màn đẹp và một cây là màn hơi ảm một chút nhé. Đấy. Con này thì là màn, con này thì là mà tình trạng của nó là màn nó hơi ảm nhẹ một chút thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.800.000. Đấy, con màu lông chuột này, màn hình thì là hơi ảm nhẹ. Con này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 3.800.000 nhé. Đấy. Còn mà lót 8 mà giá dưới 4 triệu thì màn đẹp thì thời điểm này thì không có đâu các bạn nhé. Đấy. Và con này, con này thì màu lông chuột, con này thì màn đẹp nhé. Con này thì màn đẹp keng luôn. Đây. Màn hình đẹp keng, không ả màu hay không lưu ảnh gì. Đấy, ngoại hình thì còn 90/90%. Con này thì bên mình đang bán nhận giá là 4.500.000 nhé. Đây, con này là màu lông chuột rất là đẹp đấy ạ. Đấy. Đấy. Đấy, con này thì bên mình đang bán bạn giá là 4.500.000. Và con này thì là gì nhỉ? 3.800.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 8 đấy các bạn nhá, hàng thì sớm nhất nhá. Đấy, Lot 8 đấy. Hôm nay nhà mình về được 2 cây nhá. Đây. Redmi. Redmi C2 đây. Redmi này, 5i này, Redmi con này là C2 này. Redmi C2 này, Redmi C2. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Pin con này thì pin 4000, hơn 4000. Màn hình con này là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Con Redmi gì nhỉ? C2 RAM 3 bộ nhớ 32GB này. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 1.600.000 nhé. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là 6 inch, hơn 6 inch. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các chị em phụ nữ cực kỳ tuyệt vời. Hoặc các bạn học sinh mà dùng vừa vừa ấy thì các bạn mua con Redmi này về được. Thứ nhất là pin là trâu bò. Thứ nhất là đời cũ ấy thì nhưng mà đời mới bây giờ ấy. Sorry các bạn, con này đời mới. Nhưng mà được cái là thứ nhất là pin trâu. Pin trâu như là nói chung là pin trâu sống khỏe, màn to. Đấy, 1.600.000. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân cực kỳ tuyệt vời nhé. Redmi C2 32GB là 1.600.000 nhá. Đấy, và con này là con gì nhỉ? Đây, hôm nay thì mình về con này là con 5i sao ấy. Đây, con này là Redmi C3i. Đấy, C con này là C3i này. RAM 2GB này. Con này là bộ nhớ trong là 32GB nhá. Đấy. Con này là C3i Redmi Realme này. Đấy. C3i nhá. Đấy. Màn hình con này là tràn viền 6,5 inch. Pin con này là pin 5000 nhá. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch. HD cộng, pin con này là pin 5000 luôn. Đấy, con này thì ngoại hình còn 90% nhá. Con C3i này thì bên mình đang bán với giá là 1.750.000. Đấy, màn hình của nó là 6,5 inch. Pin thì là pin 5000. Bên mình đang bán với giá là 1.750.000 thôi các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm con Redmi C3i thì các bạn nhá, hàng thì sớm nhất nhá. Đấy, 1.750.000 cho các bạn nhá. Đây, ngoại hình còn 90/90%, pin 5000. Các bạn dùng những sản phẩm này các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít các bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con Xiaomi Lot 4 nhá. Đây. Đây. Con này là Xiaomi Redmi Note 4. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 16GB nhá. Redmi Note 4 này thì là bản Mi này là Mi 2 SIM 2 sóng. Đấy, ngoại hình rất là ok. Con này thì mình sẽ xả cho bạn giá là 1.400.000 nhá. Lot 4 này sẽ là 1.400.000 cho bạn nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong 16GB. Nói chung là những sản phẩm Xiaomi các bạn chơi game hay là pin cực kỳ thì châu bò rất là thích nhá. 1.400.000 cho bạn nhá. 32GB, bộ nhớ trong 16 nhá, 1.400.000 nhá. Các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi rất ok luôn. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì là mai thì cũng cuối tuần rồi. Thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn tất cả sản phẩm bên mình thì là lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng nào sản phẩm bên mình các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip của tối ngày mai các bạn nhá.